cái video hướng dẫn về Powerball, có nghĩa là xổ số của Mỹ các bạn. Bữa hôm nay thì trên đài xổ số của Mỹ nó lên rất là cao trong lịch sử, nó lên tới mấy trăm triệu Mỹ kim luôn. Nếu mà người nào trúng cái đó sẽ rất là giàu, thì bữa hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các Giờ bạn. mình sẽ vô M-More Lottery nè. Ok chưa? Thì mình không có thích xài cái chương trình quay màn hình các bạn, tại vì mình muốn cho các bạn coi cận cảnh luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ vô đây, mình bấm enter ticket đi, các bạn thấy enter ticket. Có nghĩa là mình sẽ check cái ticket của mình. Rồi. Bây giờ mình bấm win check my ticket nha các bạn. Bây giờ bấm check my ticket đi. Thì ở đây nó sẽ cho các bạn chọn chọn cái vé của bạn. Cái vé của bạn là Powerball, các bạn thấy chưa? Powerball thì các bạn sẽ chọn xổ số Powerball. Rồi, thì ở đây nó có 5 dãy số, các bạn cứ việc bấm 5 dãy số trên cái tờ giấy số của các bạn vô thôi. Bây giờ mình sẽ bấm nó, các bạn đợi mình xíu nha. 06. Nếu mà mình trúng, các bạn đừng có le lên nha, mất công người ta tới người ta cướp mình. 40 50. Và cái số kia là 04, các bạn thấy không? Các bạn phải điền vô 5 5 dãy số và cái con số đặc biệt. Đó là 5 5 dãy số nè, 1 2 3 4 5 và cái con số đặc biệt. Rồi, sau đó các bạn sẽ điền cái ngày các bạn mua là cái ngày các bạn mua là tháng 10 nè, October. Nó viết bằng tiếng Anh không các bạn ơi? Không có hiểu. 17 nè. Năm 2018. Các bạn phải điền đúng ngày nha, các bạn điền điền sai ngày là nó không có dò số cho các bạn được đó. Bây giờ mình sẽ bấm bấm dò số. Chết mồi, nó nói mình trúng rồi các bạn ơi, nó nói mình trúng gió rồi. Thì nó không có tìm được cái nào trúng hết. Ok, như vậy là mình móc bọc rồi các bạn. Thì bây giờ cái Mega Millions này nó lên tới 970 triệu luôn các bạn. Thì mình không có ai lãnh. Thấy gì không? Nè nè các bạn thấy không? Nè. Missing Millionaire có nghĩa là có người trúng số mà chưa có lãnh các bạn. Bây giờ mình đọc coi. Cái ông rồi 4 triệu Mỹ kim. Cái vé trúng số 4 triệu Mỹ kim chưa ai lãnh các bạn. Someone who bought a million ticket. Cái vé này mua ở Kansas City, có người trúng ở Kansas City các bạn. Nhưng mà chưa có ra lãnh 4 triệu Mỹ kim, trời ơi. Các bạn thấy không, ở bên Mỹ này hay không? Họ họ trúng số, họ phải kêu ở bên Mỹ này á, nếu mà một tờ giấy số trúng á thì họ 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 muốn các bạn lãnh càng sớm càng tốt. Tại các bạn biết sao, tại khi mà cái tờ giấy số trúng đó các bạn đi lãnh thì các bạn sẽ đóng lại, ví dụ các bạn lãnh 100 tỷ đi thì các bạn sẽ đóng lại 30 tỷ cho họ, còn 70 tỷ các bạn sẽ lấy về. Thì nếu mà các bạn không ra lãnh á thì cái số tiền 100 tỷ đó đó nó phải động đó, nó không lấy được. Bây giờ các bạn ra các bạn lấy về thì cái số tiền các bạn lấy chỉ có 70 tỷ thôi, thì cái số tiền 30 tỷ đó nó sẽ lấy thuế lại. Các bạn thấy không, bị nó muốn các bạn lấy càng sớm càng tốt. Có bây giờ mà các bạn ngồi các bạn nói trời, tại sao tụi này nó hối mình lấy tiền người ta, mình trúng mình, đáng lẽ tụi nó phải sợ, tụi nó không chung mình, nhưng mà không có đâu. Các bạn biết không, ở Mỹ này đó, cái công ty xổ số này nó giàu lắm nha. Thì bữa hôm nay nè là cái xổ số nó lên là 800 đi. Thì nếu mà tối hôm nay mà xổ mà chưa có ai trúng á thì ngày mai á cái xổ số này nó sẽ lên tới 900. Nếu mà 900 mà ngày mốt á nó chưa có ai trúng nữa thì nó sẽ lên tới 1 triệu luôn. Các bạn hiểu cái cách xổ số bên Mỹ không? Wow, một cái giải thưởng rất lớn, thì cái tiền thưởng nó cứ dồn vô. Nhưng mà cái tiền thưởng ở bên Việt Nam á nó chỉ có 1 tỷ 2, 1 tỷ 2, 1 tỷ 2 thôi à. Bởi vì nếu mà các bạn trúng một lần á chỉ có 1 tỷ 2 thôi à. Nhưng mà ở bên Mỹ nó không phải gì. Nó dồn vô, bữa nay là 1 tỷ 2 phải không? Cái ngày mai nó lên 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ, 7 tỷ. Nếu mà chưa có người trúng nó có dồn lại hoài luôn. Thì các bạn sẽ hỏi là ở đâu mà tụi nó có nhiều tiền vậy? Thì thật sự nó có nhiều tiền. Bây giờ các bạn thử suy nghĩ coi. Bây giờ mỗi một ngày á, khi mà họ họ đăng lên đài, họ nói là cái vé này bây giờ xổ số đặc biệt trị giá là 10 tỷ rồi, ai sẽ là người trúng tối nay đây? Thì lúc đó đó cả nước Mỹ ai cũng đổ xô đi mua chứ, các bạn nghĩ coi, cả nước Mỹ ai cũng đổ xô đi mua chứ. Thì nội mà cái tối hôm đó thôi đó là có cả hơn cả tỷ người mua mua vé số rồi, tức là trong một ngày đó nó đã kiếm được cả tỷ rồi các bạn. Thì mấy chục ngày kia nó đã kiếm mấy chục tỷ rồi, thì nó chỉ trao giải thưởng cho tối hôm nay thôi là nó quá lời. Đúng là công ty xổ số nó rất là lợi các bạn. Nhưng mà hên một cái là những cái tiền này á, nếu họ chỉ lấy một phần thôi
đa số là họ sẽ quyên góp cho nhà trường và học sinh trẻ em bị tàn tật. Đó là cũng là một cái điều tốt. Nhiều khi mình mua vé số á, thì cái đây là ha, mình nói thí dụ các bạn nghe, cái tờ vé số này mình mua 2 đô la đi, thì 2 đô la này á, họ sẽ chia ra là 4 phần, thì họ chỉ lấy một phần thôi, còn 3 phần kia họ sẽ bỏ vô trong trường học, bệnh viện và trẻ mồ côi các bạn nhé. Chẳng hạn giống như là mình đổi từ Việt Nam, giống như là bây giờ cái tờ vé số này các bạn mua 10.000 đi, 10.000 một tờ vé số, thì họ sẽ chia ra làm 4 phần, có nghĩa là 2.500 này họ sẽ để dành để trả tiền điện, còn 2.500 kia họ sẽ quyên góp cho nhà trường, 2.500 kia họ sẽ quyên góp cho trẻ em mồ côi, và 2.500 còn lại thì họ sẽ quyên góp cho bệnh viện đó. Như vậy là một tờ giấy số 10.000 này nó rất là có ý nghĩa các bạn, tại vì không phải là người ta ăn ăn cái tờ giấy số này không đâu, người ta phải quyên góp cho hội từ thiện nữa nha. Bởi nhiều khi các bạn mua giấy số á, nếu mà các bạn không trúng các bạn cũng đừng buồn, tại vì nếu như là nó tạo cho các bạn một cái lòng tin, hay là các bạn cứ nghĩ là ồ mình đang giúp những cái trẻ em bị bệnh ung thư các bạn nhé. Tại vì nếu mà các bạn nghĩ là mỗi một ngày các bạn mua 2 đô la thì đã có một 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 đô la 75 cent nó vô nhà trường và nó vô bệnh viện của những đứa trẻ bị bệnh rồi, thì nếu mà có nhiều người họ họ bỏ ra là 20 đô la, 40 đô la để mua vé số, thì có nghĩa là họ đã bỏ ra khoảng 30 mấy đô la cho trẻ em bị bệnh và cho trẻ em đi học các bạn. Đó là một việc rất tốt, bởi vì những người mua vé số nhiều rất là tốt các bạn nha. Cái này là sự thật, tại vì khi mà những cái chỗ này họ quyên góp á, là họ có sổ sách hết các bạn nhé, họ không có nói dối. Nè, cái này là có hội đàng hoàng, thì trong cái hội này á, họ sẽ có là giống như là thư ký nè, rồi này kia đồ, giống như là kế toán rồi luôn, họ không có nói gạt các bạn nhé, và họ có nhà báo đồ tới đồ đàng hoàng hết á. Nói chung là miễn là họ quyên tiền cho trẻ em là được rồi các bạn nhé. Bây giờ thì đó là xổ số ở bên Mỹ, nó có cái lợi và nó có cái hại. Nó có cái hại là nó làm cho mình ghiền các bạn, nó có cái lợi là nó sẽ quyên góp tiền cho trẻ em mồ côi, và bữa nay là mình thua các bạn, mình mất 2 đô la rồi. 2 đô la, trời ơi, đây là 2 đô la của tôi. Thôi mình thôi kệ đi, lần sau các bạn, lần sau mình sẽ trúng nha. Nếu mà mình trúng các bạn, mình sẽ không thấy mình quay video clip nữa đâu, bởi vì vậy cái gì nó cũng có cái lợi và cái hại. Nếu mà các bạn thấy mình trúng là mình không quay video clip nữa đâu nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc Rồi mình video cứ mỗi về người quay hả? mình sẽ kết thúc video về xổ số. Hy vọng các bạn sẽ thích cái này của mình, và mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều video Ok, về trước nước tiên Mỹ thì cho các mình bạn sẽ coi tìm nhé. hiểu cái xổ số của Mỹ là như thế nào. Thì bây giờ ở trên trước mặt các bạn là cái màn hình của Mo Lottery, thì đây là tiểu bang Missouri, thì nó sẽ ghi là MO Lottery, có nghĩa là Missouri xổ số của tiểu bang mình. Nhưng mà tiểu bang khác thì nó sẽ ghi là Illinois hay là Florida hay là gì đó nha các bạn. Thì bây giờ tiểu bang của mình là MO. Bây giờ để mình sẽ coi là bây giờ nó có nhiều loại xổ số đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu. Ok, bây giờ nó sẽ có là số cạo nè. Số cạo này thì giống như là trong này nó đã ghi sẵn con số rồi, mình chỉ cạo thôi, giống như là giấy số trúng liền vậy đó. Nhưng mà bữa hôm nay cái xổ số lớn nhất đó chính là xổ số Powerball các bạn. Thì mình sẽ vô đây, mình sẽ coi cái xổ số này. Bây giờ mình sẽ coi ok, thì đây là số Powerball các bạn nhé. Các bạn thấy không? Thì cái xổ số Mega Million này bữa nay nó lên tới 900 triệu Mỹ Kim. Wow, 900 triệu Mỹ Kim mà các bạn đổi cái tiền Việt Nam thì các bạn có biết không? Các bạn có biết nó nhiều nhiều cỡ nào không? Nó là mấy trăm ngàn tỷ đồng luôn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ kéo xuống số 2. Xuống số 2 đây. Bây giờ mình sẽ vô đây mình coi này đi. Ok. Thì thường thường bên bên Mỹ á, những cái xổ số này tại sao nó lại lên cao như vậy? Thì giống như thí dụ mà tối nay nếu mà có người nào không trúng 900 Mỹ Kim á, thì ngày mai nó sẽ lên tới 1 tỷ luôn. Một wow, rất rất là nhiều luôn. Bây giờ là chỉ là 900 triệu thôi, nó sẽ lên rất là cao. Thì ngoài ngoài cái Mega Million đó thì nó còn có Powerball. Powerball này á là bữa bữa hôm nay á là tới 345 triệu Mỹ Kim luôn. Wow, các bạn nhìn nè. Đó, thì cái Powerball này nó bao gồm là 5 con số.
Nếu mà các bạn nào thắng hết 5 con số và cái con số Powerball đó là sau con số thứ 6 thì các bạn sẽ được 345 triệu Mỹ kim. Nhưng mà bây giờ cộng đồng Mỹ nó đang nôn nóng là Mega Million nó lên tới 900 triệu Mỹ kim luôn các bạn. 900 triệu Mỹ kim luôn. Thì Mega Million này nó có cũng là 5 con số và cái con số thứ 6. Các bạn thấy Mega Million Powerball không? Đó. Ở đây nó có Mystery Lucky Lottery nữa nè. Rồi nó có Lotto nữa nè. Lotto thì nó chỉ có 4 triệu Mỹ kim thôi. Nhưng mà bây giờ người ta đang nóng lòng để thắng cái giải này các bạn, 900 triệu Mỹ kim luôn. Các bạn thấy ghê gớm không? Quá trời tiền luôn. Còn cái Show Me Cash nữa. Đó. Thì đó là rất là nhiều cái xổ số các bạn nhé. Thì bây giờ á mình sẽ cho các bạn coi xổ số bên Mỹ á nó có lợi hay là có hại. Thì khi mà các bạn mua xổ số đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy đó. Các bạn thấy cái chấm màu đỏ là màu xanh không? Đó. Thì mỗi một cái số tiền của các bạn mua đó thì cái cơ quan xổ số này nó sẽ trích ra rất là nhiều tiền để cho trường học. Các bạn thấy màu đỏ này không? Đó. Còn cái số màu xanh này á, cái số màu xanh này là cái số tiền mà họ giữ lại để họ chia trả lương cho nhân viên của họ và họ 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 trả tiền điện tiền nước. Nhưng mà cái số tiền màu xanh á là để trả tiền điện tiền nước, còn cái số tiền màu đỏ đó là họ sẽ đi làm từ thiện cho mấy cái trường học. Wow, các bạn thấy bởi vì mình mua xổ số bên Mỹ á cũng là mình đang góp phần vô những cái trường đó nha các bạn. Các bạn thấy không? Vậy các bạn hãy nên mua xổ số bên Mỹ. Các bạn thấy không? Cái xổ số ở tiểu bang mình tụi nó đã quyên góp 6 tỷ cho trường học. Wow. Các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vô đây mình cho các bạn coi cái xổ số bên Mỹ nó khác với cái xổ số bên Việt Nam như thế nào. Đó. Thì các bạn thấy cái số tiền là các bạn cũng biết rồi. Bây giờ mình sẽ vô cái này đi. Promotion. Quá trời tiểu bang luôn các bạn ơi. Ok thì bây giờ các bạn sẽ có thời gian để xem cái ticket, có nghĩa là các bạn sẽ có thời gian đi lãnh thưởng cho cái vé của bạn. Nếu mà các bạn thắng thì các bạn sẽ có 180 ngày nếu mà các bạn thắng, còn nếu mà các bạn không thắng thì thôi khỏi cần đi lãnh thưởng nhé. Thì xổ số ở nước nào của nó cũng vậy thôi, nó cũng nhưng mà xổ số bên Mỹ nó rất là nhiều tiền các bạn. Nếu mà không có người nào thắng á, cái số tiền nó sẽ dồn lại và nó sẽ dồn rất rất là nhiều luôn. Các bạn thấy không? 80 triệu không có người thắng nó lên 90 triệu, 100 triệu, 114, 132 luôn. Các bạn nhìn từ dưới lên đây là 80, 90, 100, 100. Nếu mà không có người nào thắng cái số tiền nó sẽ dồn lên. Bây giờ nó dồn lên tới 314 triệu luôn các bạn thấy không? 314 triệu luôn. Còn cái Mega Millions nè. Mega Millions nè các bạn thấy không? 152 triệu, 167 triệu lên 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 tới tới 600 triệu luôn các bạn. 600 triệu Mỹ kim luôn. Quá là lớn. Thì đó là cái hình thức xổ số ở bên Mỹ đó các bạn. Bây giờ game thì bây giờ mình sẽ chọn cái loại game mà mình sẽ chọn Mega Million đi. Ok. Mình sẽ lên mạng mình có thể kiểm tra cái vé của mình. Mình sẽ bỏ số vô đây thì nó có năm số các bạn thấy không, nó có năm dãy số đó và cái ngày các bạn sẽ bỏ vô và nó sẽ hiện lên các bạn có trúng hay không, các bạn thấy chưa.